xe gao luôn nè. Đó. Dạ. Chưa nữa hả cô? Chưa, nó còn cao nữa mà, bữa hổm cao dữ lắm mà. Dạ, ừ. Xe bị sao mà nhấn độ rồi cô? Dạ, dạ đi đường chẳng bị chết mát cô. Cặp ở ngoài. Trời ơi, ngập lên láng này luôn chứ. Nước chắc có ngập cao á, nó cuốn ba gác rồi trôi tùm lum la hết. Mỹ á cô. Còn cô bên đây bán cá gì đây, của nước nào? Cá phèn. Cá phèn. Dạ, cá cô kìa. Cá kìa. Không đi chợ mua đồ xíu nha cô chú. Đó, rất là đông ha. Xe bị sao mà dẫn bộ rồi cô? Dạ, dạ đi đường chẳng bị chết máy á cô. Dạ. Wow, căng dữ vậy ta. Rồi, cô đạp không chạy luôn rồi. Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị mình nha. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị mình trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay. Thì hiện tại là em đang có mặt ở tại thành phố Cần Thơ quý cô chú anh chị mình đây. Trong video clip lần này em sẽ cập nhật mùa nước nổi 2023 giờ chiều cường dân gửi tới quý cô chú anh chị mình cùng đón xem với em nha. Đây hiện tại là em đang có mặt ở trên đường Bùi Hữu Nghĩa quý cô chú anh chị mình. Ở đây là thuộc phường Bình Thủy, quận cũng Bình Thủy luôn, thành phố Cần Thơ ha. Hướng này đi hẳn vô là mình đi vô trong nhà lồng của chợ Bình Thủy nè quý cô chú anh chị. Sáng hôm nay tuyến đường này ngập khá nặng đây quý cô chú anh chị mình. Ngược lại thì là mình sẽ thấy được cái đình của Bình Thủy hả quý cô chú anh chị. Đó. Hiện tại là ở đầu đường nè. Mà đây đi vô nước bắt đầu sắp nè. Ồ, xe máy chạy nước văng thì hơi nhé luôn. Đây, ngập mấy cái bánh xe của cô bán sữa nè. Wow. Cô bán sữa đậu nành hả cô? Có đá không cô? Có. Dạ, cho con một ly sữa đậu nành đá đi. Nước mẹ chưa nhậm gì đâu, vài bữa kìa. Chưa nữa hả cô? Chưa, nó còn cao nữa mà, bữa hổm cao dữ lắm mà. Dạ, ôi ôi, nước này mà cô nói chưa gì hết trơn nè cô chú anh chị. Dạ, ồ lên láng hết trơn luôn nè mà. Chưa bằng đợt trước nữa. Dữ vậy đó hả cô? Qua đầu gối mình luôn. Nước gần, con tới con quay rồi con thấy. Dạ. Dạ. Nước này giống như là nước cuối tháng đó, nó thôi nó nước gầm. Dạ. Nước cuối tháng cô nói không bằng nước gầm của chú anh chị. Ồ xe chạy văng kìa. Trời ơi, gì hả cô? Ngập bánh xe luôn. Dạ. Dạ. Rồi sao mình nấu được cô? Cô nấu ở trong nhà, cô đẩy ra, cô đâu có bắt lửa lên đâu. Dạ.
là nấu rồi bắt lên đây, khi nào ra đây nó nguội luôn, bập bở lên. Dạ. Vậy là tháng 9 là gầm tháng 9 là dữ lắm phải không cô? Dạ. À, cuối tháng 8 này chưa nghĩa địa gì hết đó quý cô chú anh chị mình. Không à, mà con nước gầm rồi nó cũng cao nhưng mà nó không bằng. Dạ. Nước gầm tháng 9 là dữ lắm nè, cô chia sẻ đó. Đây cô chú chị, coi nè. Dạ. À, cái này ngập mấy bữa rồi cô? Nó mới ngập 2 3 bữa mà nước hết. Dạ. Nó còn ngập hết. Cái này nó ngập hồi lúc nào cô biết không cô? Dạ, em bảy em lịch. Bữa nay cũng mùng 1, mùng 2 rồi. Nhưng mà ngập cũng phải chắc khuya. Chắc khuya đúng không hả cô? Sáng nước được rồi. Dạ. À, vâng. Còn bây giờ thì xây lại hơi sáng nè. Đó. Đây quá chị, nước lên láng hết trơn luôn nè. Từ cái tiếng đường này dài vô tới trong nhà lòng chợ bên trong nè. Còn mà nước nè. Bây giờ khuya mà giờ này tôi rơi đi bán nữa mà chị đi bán. Rồi, chú cô ngoan đất nha con. Rồi, em mời cô chú anh chị cùng đi tham quan tiếp tục với em. Bên đây là bưu điện gì nè. Này bưu điện của Bình Thủy á con. Điện Bình Thủy, trung tâm Bình Thủy. Dạ. Đây cô nói nhầm bữa nào mà nước lên cao đó, cao hơn vực hiệp này luôn. Mà bữa nay là nó xem gần tới một bậc tam cấp ở trên nè. Ôi. Đây có cái hẻm đi vô trong của chú chị. Quá trời lên láng nước luôn. Chà. Ôi cái hẻm này ngập sâu dữ vậy nè. Đây em quay cái chân em cho cô chú anh chị xem nè. Gần ngang nữa ông Nguyễn em. Ôi. Đây nhà của người ta ở trong thôi, chắc mình ra cô chú. Quá trời quá đất nước luôn rồi. Nè. Chào anh trai. Nước quá trời, khó buôn bán quá hả anh. Vậy buôn bán gì? Đó. Wow. Dạ. Nước đang giật mà khoảng nửa tiếng nữa là nó mới giật khô phải không anh? Dạ. Ôi nước nè, xe chạy cái nó đánh vô bờ nè cô chú. Sắp vô nè. Tự nhiên bữa nay xây lại buổi sáng. Giờ bà con có buôn bán gì luôn à. Nước không bà con lo đi né nước với bà luôn, không có dám ghé lại mua cái gì ha. Em chúc anh mua ăn đắt nha anh. Dạ em cảm ơn anh. Mấy xe chở đồ nè. Ồ. Quá khứ nước rồi. Càng đi vô bên trong thì nước nó ngập hơi sâu hơn nữa cô chú. Cái đoạn trong đó hấp hơn cái gì á. Xe nào mà hấp là dễ bị chết máy lắm luôn á. Quá khó khăn luôn. Anh trai đậu sát mấy bờ mà nó ngập lên tới bánh xe luôn kìa. Chào anh. Hôm nay ở đây ngập mấy bữa anh? 4 ngày rồi ha. Ôi. Mà như là càng lúc nó càng ngập xây buổi sáng phải không anh? Dạ. Ngập trễ tới giờ bà con buôn bán rất là khó khăn luôn. Anh đây bán tỏi luôn nè. Em cảm ơn anh nhiều nha anh. Ôi. Rồi chở rau cô chú vậy. Nước ngập chở vất vả ghê không. Chú chở nguyên xe rau luôn nè. Đó. Dạ.
Đây, ra con hoa liền. Rồi chú Kiều qua đây quay giao lưu chơi cô chú. Đây, con chào mấy chú nghe. Hồi sáng bộ nước ngập lên tới trên đây luôn hay dạ? Dạ. Tiền lễ mà. Dạ. Lên tiếng rồi xuống chợ người ta dân buôn bán trở lại bình thường à, tiếng một à. Dạ. Vậy là quen luôn rồi hả chú? Xuống dạ, giờ lại giật xuống 3 tấc rồi. Ôi. Vậy là hồi sáng này là nước ngập dữ lắm nè. Trời ơi, dạ. Tới cái hiềm này nè cô chú anh chị, bây giờ là giật xuống rồi. Con nước cầm cầm tháng 9 là đỉnh lũ là xuống luôn, là bắt đầu người ta cầm bông qua dưa hấu tết rồi đó. Dạ. Vậy là một năm vậy là thường là gần tháng 8 với gần tháng 9 là lớn nhất đó hả chú? Tháng 9 lớn nhất. Dạ. Tháng 9 lớn nhất. Tháng 9 là lớn nhất. Bắt đầu nó xuống theo chiều phượng tiếng hồ à. Dạ. Người ta buôn bán trở lại bình thường. Dạ, vậy cũng đỡ bà con. Thì người ta buôn bán bình thường vậy đó. Dạ. Bán bình thường nhưng mà không mua bình thường. Dạ. Tại vì qua cái giờ cao điểm rồi ha chú. Ừ. Qua giờ đi chợ rồi. Qua giờ đi chợ rồi. Tại bây giờ chỗ nằm cũng có chợ ở trên. Dạ. Rồi gặp tháng 10 có còn ngập nữa không chú? Bình rồi. Dạ. Bình có cái đầu xuống. Dạ. Dạ. Cậu bà con đi cầm bông hoa vô hấu ăn Tết. Dạ. Ồ. Mấy chú người địa phương này chia sẻ rất là hay luôn nè cô chú. Lên lé lé nhưng không có ngập mức độ thôi. Dạ. Nó đang xuống tốc độ luôn đó. Rồi nó xuống tốc độ luôn đó ha. Mà nó lên là từ từ quá không chú, nó xuống hay nó xuống tốc độ lên lẹ xuống lẹ luôn, lên lẹ mà xuống lẹ luôn à, cái mới xong rồi. Dạ lên thì lẹ xuống thì phải lẹ chứ đâu mà. Dạ à, lên nhậm như thế nào em, lên nhậm xuống nhậm gì Phương Tùng hả? Dạ không, con nít em là Khám Phá Vĩnh Lâu. Dạ. Dạ con cảm ơn mấy chú ở đây nhiều nha, chúc mấy chú người vui vẻ nha. Cái này rồi em về bánh YouTube có không? Dạ có. Cái thằng Vĩnh Long mà Phương Giật Minh thì lâu lắm mà không thấy lên mất tiêu rồi. Dạ còn chứ. Còn mà dạ. Mở lên không thấy. Lâu lắm mà không có thấy. Có cô Hẩm, có Phương Tùng. Dạ. Phương Tùng An Giang. Dạ. Thì cũng qua đây quay đó hả chú. Dạ, dạ. Tại vì ở đây thấy nước lũ con thấy ngập nhiều hơn nơi khác dữ lắm luôn á. Ở đây là quay trước nước đồng ra, quay ổ gà. Có ổ gà đây nữa hả chú? Có ổ gà nấu được lỗ đó. Dạ. Quay ra mình quăng lên mạng coi, không thấy. Cho người ta né để thôi nước ngập về đi không thấy. Đường nó lại nước thôi để sửa. Dạ. Để thôi người ta đi ta không thấy là sập chết nữa đó chú. Dạ, toàn thế giới luôn chú. Tại vì cái trang mạng này là nó lớn lắm. Dạ. À bên Mỹ bên nước nào thấy chưa? Nước nào mà có YouTube là thấy à. Cung chăng thì hên xui nha, cái đó không chưa biết. Dạ. Thấy động nếu có chịu lên chở đâu mà đem máy. Ai lên tới gà đó mà nói là xe đạp té nhiều lắm rồi. Dạ. Ông chú ông có chia sẻ ngay cái đầu hẻm này có cái ổ gà. Xe đạp té nhiều lắm nè cô chú anh chị. Mà cái này nước ngập cái này mà người ta đi không thấy sụp vô là chết dữ nữa. Đó. Ổ gà trước đây nè. Rồi con chúc mấy chú nhiều sức khỏe nha mấy chú. Mấy chú uống cà phê ở đầu hẻm số 9 quá anh chị. Anh đầu hẻm này thì bắt đầu nước rút xuống rồi. Dạ. Cô này cũng mới chia sẻ nè quá anh chị. Đó. Nửa tháng sau Tết hả cô? À tháng sau ha. Dạ. Trời nửa tháng sau là dữ dằn là đó. Đây. Chỗ cô quán giờ nó ngập lên mấy cái chân ghế trơn nè, chân ghế chân bàn. Dạ. Đây quá rồi chị. Ở đây vậy là quá bình thường với bà con rồi hả cô? Dạ. Dạ. Bên con đâu ngập dữ vậy đâu. Bên con chỉ ngập lé lé với mặt đường thôi. Còn chỗ nào hấp lắm nó mới lên tới cái dĩa hè. Còn ở đây thấy sơ sơ cái nó cũng lên tới dĩa hè rồi. Dạ giờ con đi dài dài vô nè. Dạ trong chợ thì cô có chia sẻ giờ cũng rút hết rồi cô chú. Hồi sáng chắc ngập ở trong chợ luôn hả cô? Dạ con đi dài dài chồng con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ cái này là mấy giờ nè bắt đầu nó ngập lên láng cô? 5 giờ sáng ha. Dạ
5 giờ sáng là nước đây linh láng luôn cô chú. Con cảm ơn cô nhiều nha. Đây mình đó. Chào. Đi học cái gì vậy? Đây mình đi dài vô trong chợ hôm qua ăn hôm nay vô chú ơi. Ồ. Linh láng nước hết trơn. Mà giờ nước đang rút cũng đỡ đó. Lúc mà 5 giờ sáng không biết nước cỡ nào nữa. Xe chạy bị bõm luôn. Đó. Vất vả chứ. Xe xa phía ngược lại có cô kia đẩy xe xôi kìa. Không dám lấy lẹ luôn đó. Quá thiếu nước không? Mà tuyến đường này thì dân cư cũng rất là đông nha cô chú anh chị. Thấy bà con đi rất là đông luôn đó. Đây giống như là tuyến đường huyết mạch. Xe cộ nè. Chiếc cúp là nào ngập gần tới nửa bánh xe luôn kìa. Chiếc cúp bỏ đất đá đó. Gian hàng dài bên đó ngập lên láng hết trơn luôn. Chào chú. Sáng đi bỏ đá hả chú? Dạ. Xe này chạy có bị chết máy không chú? Dạ. Xe nước cạn mới dám, nước cạn mới dám xuất chiến nha. Nước cạn thì chú mới dám sức bến, còn nước lớn hơn thì chú không dám ra. Đây nè, mấy cái xe mà bà con nè để hàng quá lên bán cô chú vậy, sắp sắp nhập lên miền tới luôn nè. Quá trời quá đất không. Đây. Loại ở đây mà không săn quần là ướt quần luôn á. Dài trước này bà con đang dọn nè cô chú, quét rồi nè, dọn rác. Wow, ngàn này sáng có nhạc sắp lên nha, lý tưởng luôn nha. Hồ rác do lển bển kìa. Wow, quá tay rồi. Ô, đoạn này xe hơi đông. Con chào ngoại. Dạ. Dạ, trong nhà ngoại có bị ngập không ngoại? Ờ, ngập liêu liêu nè đó, em thấy không? Trời ơi, ngập lên láng này luôn chứ. Dạ. Ủa mình làm gì mà nó cũng còn tràn vô ngập được nữa hả ngoại? Ở dưới nó nung lên. Ở dưới nó nung lên. Ờ, nung lên, bờ này nè, cũng vô mấy cái nhà được tỉnh thôi. Dạ. Trời ơi, mấy cái nhà hấp hấp ở đây bị ngập hết trơn cô chú anh chị ơi. Nhà bà ngoại này ngập lên láng hết trơn luôn. Dạ. Đây nè, quá trời quá đất luôn. Dạ. Đó, nước ngập xích sắp lên mấy chân ghế trơn luôn cô chú anh chị. Ngập hết trơn, ở dưới này nung lên luôn. Dạ. Ồ, quá khó khăn. Không nhận gì thì đỡ, còn không nhận gì thì vô tràn hết trơn đó. Dạ. Cái này nước lúc mà đỉnh điểm là mấy giờ bà ngoại? Cái này là 3 giờ mấy lên rồi. Dạ. 3 giờ mấy khuya lên. Dạ. Tới giờ này là mới chuẩn bị rút xuống rồi à. Ừ. Mà ở trong đây là có rút khô luôn không ngoại, hay mình phải dùng máy bơm bơm ra ngoại? Mình phải ngoại phải tát ra ngoài xong. Dạ. Trời ơi, dạ. Quá trời vất vả luôn. Đây. Thấy hương ngoại quá à. Chị có cho tiền ngoại không? Dạ. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? 80 mấy rồi. Dạ. 88 rồi. Rồi giờ ngoại ở với ai vậy? Thằng con thì nó đi làm. Dạ. Nó làm mà tự nên nó đau chừng tháng mấy rồi không có đi làm, nó sợ mất sợ nữa. Dạ. Rồi đi rồi ở
Dạ. Mọi người cho. Dạ. Cho mà chăm cú. Dạ. Đây để con gửi tặng cho ngoại một phần quà. À, cái này là tấm lòng của chú Phúc với cô Minh với hai người bạn của cô ở ngoại. Gửi tặng cho ngoại một phần quà để ngoại mua gạo ăn nha ngoại. Dạ, con chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Này nhiêu 200 ngàn hả? Dạ 200. Dạ cảm ơn cậu. Dạ. Của ít lòng nhiều ngoại ơi. Dạ. Rồi, mua gạo ăn. Nhiều. Dạ. Rồi ngoại con đi. Rồi cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Rồi. Dạ. Quá vất vả luôn, ngoại lớn tuổi rồi. Cái này nhiều nhiều dữ lắm. Dạ. Năm nào mình cũng gặp cái này hay sao ngoại? Tại năm nào cũng bị nè. Dạ. Đây cô chú. Có tiền năm nào nếu mình nâng như người ta vậy thì mình nhiều tiền lắm. Dạ. Tiền đâu mà nâng. Dạ, người mình chịu chận luôn. Dạ. Dạ, hương ngoại con đi, con chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Cậu ở đâu vậy? Dạ con ở bên Vĩnh Long qua. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ không có gì đâu ngoại, con chúc ngoại nhiều sức khỏe. Đây mình đi tiếp cô chú anh chị. Mấy ngoại lớn tuổi rồi gặp cảnh này thấy thương quá. Nước rút xuống rồi ngoại phải trong nhà tát nước ra, còn gì đâu nữa, thời gian bán buôn gì nữa. Ồ cái đoạn này bà con đang dọn dẹp đâu nè, dọn dẹp tất tất bật luôn á, quét rác rồi ra rồi nè. Sáng nước chắc có ngập cao á, cuốn ba rác rồi trôi tùm lum la hết. Trời đỡ đỡ luôn chút. Rồi phía trong hẻm nó cũng còn lênh láng trong đó kìa ha. Ôi cái sạp gà của nhà bên đây cũng ngập lên láng bên trong luôn rồi đó. Hấp á, nhà hấp á, lên láng bên trong đó luôn kìa. Ồ quá thứ rồi, rác rồi nè, nó trôi lển bển nè, thấy ớn không. Ôi nước chợ đang rút xuống cái hẻm bên đây. Giờ nước rút rồi, đỡ quá. Bên đây có cái hẻm nhỏ cũng lên láng nước luôn rồi cô chú. Wow. Trong đây ngập dữ hả anh? Bữa nào cũng vậy. Dạ, mà cái này nó có rút xuống không anh? Rút rồi. Dạ. Ồ, trong hẻm rồi cô chú anh chị ơi. Lên láng luôn kìa. Ở này nước đang rút xuống. Quá đất rồi. Đây là một cái hẻm nhỏ nè. Ôi ôi trong hẻm. Ồ quá tài ha. Nước nó lên tới trên sàn nước luôn. Nó ngập nhà của chú luôn hả chú? Trời ơi dữ thần nữa trời. Sáng là chú nói ngập lên đây luôn nè cô bác chị. Giờ nó giật xuống hết bọt rồi nè. Quá tài không. Còn nước lần này cũng dữ lắm á chứ. Trước này bà con như là bơm nước ra nè. Cầm ra. Con cảm ơn chú nhiều nha chú. Hết biết chứ. Coi kìa. Nó ngập rồi nó dâng gác lên tùm lum luôn. Chào anh. Trong nhà có bị ngập không anh? Dạ. Trời ơi quá. Dạ. Quá tài nước ha. Dạ. Dạ em đi quay cho bà con xem nè. Dạ.
em chúc anh nhiều sức khỏe nha. Ôi chiếc xe ghim nè, nhập cái bánh xe ha. Rác rến nó trôi tùm lum hết trơn cô chú anh chị, đó không? Quá tài luôn. Không, nước cũng đang rút rồi, cũng đỡ rồi đó. Đoạn này nước rút xuống rồi nè, đỡ nè, lòi cái chứng giữa mặt đường lên đây nè. Chào anh, đi chở anh. Dạ. Đỡ rồi. Gần tới nhà lòng chợ thì nước giật xuống lòi mặt đường lên đỡ rồi nè cô chú. Ồ, mấy con mấy nay chuối gì đó đỏ ngộ quá nè. Dạ không anh ơi, cảm ơn anh. Nước rút rồi cô bác anh chị. Đây rút cuồn cuộn xuống cái cống luôn nè. Đó. Đây, quăng ngoài cuồn cuộn luôn. Đây rút chảy xuống sông lại. Dạ. Thì sớm không quay nước cũng còn nhóc luôn á. Mà đi dài dài vô thì nó đang rút đó cô. Cô ở đây có bị ảnh hưởng không cô? Nước ngập đó, ok đó. Dạ. Giờ rút xuống để đỡ hả cô, chứ không là... Dạ. Chắc à, con nghe nói là tháng 9 tới này là dữ lắm nè cô. Gầm, gầm tháng 9 dạ. Dữ lắm luôn đó. Nước ít hơn nước rồi. Dạ. Vậy là người ta nói là con nước đực con nước cái gì phải không cô? Dạ. Nước này ít hơn nước rồi. Dạ. Nước sau này gầm này mới nhiều nè. Gầm này mới nhiều. Gầm này mới nhiều. Dạ. Đó, ồ. Dạ. Thì dài trong đây nước ngập quá bà con khê lên nè cô chú. Cho con đi vô đây tham quan trước cô. Gao luôn nè, bà con khê lên đây nè. Ngập. Ôi ôi. Mấy cái này là bùng luôn nè. Dân lên tới trên đây luôn, đóng bùng đóng ấy rồi nè cô chú, xịn rồi nè. Kê bà con kê lên để đồ ở đây. Ngoài đây cũng còn lên láng nước luôn hả chú? Dạ. Ồ. Này đi ra ngoài phía mé sông này cô chú anh chị ơi, lên láng nước luôn. Trời ơi càng đi ra đây càng sâu nha. Bởi vì mấy cái nhà này người ta làm rất là cao. Đây cái nhà chắc ngập rồi, thấy cái cửa bị nước dâng lên nè. Wow, xuồng nè cô chú anh chị. Wow, quá tài. Bữa nay xuồng dâng lên cao dữ ha chú. Hỏi cái ông đó đó là ông biết tới đâu hết trơn luôn đó. Dạ. Ông đó đó không gạt nó không lắm. Ông này ở bên Thiên Giang hả? Bên Thiên Giang. Quá tài cô chú anh chị ơi. Vậy rồi bây giờ mình sẽ di chuyển dài dài ra ngoài chợ để tham quan quan cảnh ở ngoài chợ Bình Thủy nha cô chú anh chị. Đó. Cặp ở mấy sông này cũng còn ngập nè. Giờ ngoài kia thì không biết cút chưa hết chưa. Đây nè cô chú. Nước lên láng luôn. Ngát gến rồi nó trôi lên bờ lên bờ. Rồi như trước này nước rút rồi. Thầy chú. Ôi mừng quá. Giờ tuyến đường này đã rút xuống gần hết rồi nè cô chú. Rồi mặt đường lên hết trơn rồi nè.
đằng kia còn hơi hấp cho nên là còn ngập chút ít ở ngoài kia đó. Ở đây giờ thấy xe cộ bà con đi cũng đông đúc đó, cảnh buổi sáng buôn bán nhộn nhịp đã trở lại rồi cô chú anh chị ơi. Giờ mình sẽ đi thẳng dài tới phía trước này nha, để đi thông qua vòng chợ Bình Thủy vào buổi sáng nay luôn nha cô chú anh chị. Chỗ bán bông, ồ đẹp quá ha, bông hoa hoa cúc là nhiều. Dạ chưa hết trơn à, bệnh mặt rồi kìa, ngại. Dạ nhớ bấm nghe chú, kênh của con là Khám Phá Vĩnh Long đó. Dạ gặp mỗi ngày còn không nổi nhớ nữa. Quay lên gã nước ngoài luôn ha. Ở đây cũng được luôn. Dạ miễn đại gia được rồi ha. 28 tuổi là mẹ đơn thân. 28 tuổi mẹ đơn thân. Rồi đưa lên. Đây chị 28 tuổi là mẹ đơn thân nha. Đó, mấy anh mấy chú nào ấy hợp nhãn thì về Bình Thủy kiếm chị. Cho địa chỉ luôn ha. Đây trời ơi, tiệm vàng. Rồi đại gia rồi. Dạ. Hiện tại đương làm quản lý, nghề nghiệp đương làm quản lý. Dạ, nghề nghiệp là quản lý tiệm vàng. À, giờ có nhu cầu muốn về quản lý chồng thôi. Em chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Dạ. Rồi ngày mai chị có chồng là chị hưởng cho em luôn. Quá đã nghe. Mấy chú nào thấy hợp ưng ý về lẹ lẹ để cho em có hưởng nha. Wow, cảnh chợ sáng này cũng đông lắm nè cô chú ơi. Nước rút giờ bà con dọn hàng ra buôn bán trở lại bình thường rồi nè. Quá sớm luôn rồi. Đó. Đây có bán đồ ăn nè, bún chai. Đó. Rau, củ, thịt, cá rồi dài đường. Rất là nhiều luôn. Cô bán mấy cái đồ để mình nấu nước uống cho mát nè. Con chào cô. Dạ khỏe không? Dạ cô dọn ra đây rồi mấy giờ? Nước giật sáu mấy con. Dạ nước giật mới dọn ra, còn hồi khi nếu mà nước không giật là dạ mình ra sớm hơn nữa. Này ảnh hưởng của chiều cường đó cô chú vậy mà con cũng giờ giấc lại bán trễ xíu ha. Con chúc cô nhiều sức khỏe không ăn đắt nha cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Ôi rau củ rồi nè. Dạ. Quá trời tươi ngon luôn. Nước sáng giờ Minh Thiên mới giật cái gọt luôn á. Đây mặt nước ở mặt đường cũng còn ướt nhẹp nè cô chú anh chị. Sáng giờ dạy nước Minh Thiên luôn đó. Ôi bông đẹp quá nè, có bông tím tím nữa nè. Đây phía trước này là quang cảnh của chợ Bình Thủy nè cô chú anh chị. Theo như em quan sát thì em thấy ở phía trước nhà lồng chợ Bình Thủy á, bà con bán bông hoa với trái cây rất là nhiều. Đối diện thì chợ thực phẩm của chợ Bình Thủy. Wow. Đây có cô bán bánh đồ ngon quá trời luôn kìa. Chào cô. Cho con xin quay cái nghe cô. Đây, giờ đây quay bánh cho cô chú anh chị xem nha. Ồ, quá trời ngon luôn nè. Bánh bò, bánh chuối. Bánh chuối, bánh da lợn. Da lợn. Bánh da lợn. Dạ. Cái này bánh tàn bì. Đúng rồi, bánh luôn. Dạ.
lá dạ. Rồi bánh đẹp bánh ít dạ. Quá trời bánh luôn cô chú anh chị. Dạ lên YouTube của con là khám phá Vĩnh Long đó cô. Dạ. Ôi cô trong đây có chè rồi cái này cô chú anh chị ơi, chè xôi. Xôi bắp. Chị hay nói đi, cái này tầm ruột cái nghe con. Dạ, ôi tầm ruột làm đỏ ao à, ngon ghê luôn nè. Bức chùm ruột, kẹo chùm ruột. Hay rồi. Dạ. Con có ăn gì không? Dạ, cô mua trước đi để hồi con mua sau. Cô thấy ăn gì cô sẵn cho. Dạ, con biết mà. Thôi để con tự mua. Cảm ơn cô nhiều nha. Nghe bấm cái lọ cái tao đưa ra. Quá trời đông vui rồi. Nước rút xuống cái bà con đi chợ đông quá trời luôn nè cô chú ơi. Đó. Dạ dạ, bữa nay chợ chủ nhật nữa. Rất là đông luôn. Đó. Nhà cô gần đây không cô? Cô không nghe. Nhà cô cũng gần đây hả cô? Ở trong kia rồi con. Dạ, sáng bữa nào cũng đi chợ đây ha. Mới bữa nay là trong cô có ngập không? Nước ngập dữ lắm con ơi. Dạ. Hồi sáng nó quay dài ngoài kia kìa. Nó ngập, tèn tèn ngoài á. Dạ. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cô ơi bán cho con bịch bánh chuối với một bịch bánh da lợn nha cô. Đây. Còn nhiều con gửi không? Còn hai chỗ. Dạ. Cho con gửi đây chút con quay ra con lấy nha chú. Dạ chú. Con chúc cô chú bán đắt nghe. Dạ. Đây mình đi hôm qua giờ tiếp tục dài dài cô chú anh chị ơi. Đó, bên đó là nhà lòng chợ Bình Thủy kìa. Chợ hôm nay rất là đông vui. Quá trời nhộn nhịp rồi, nhớ cũng xuống các bà con đi chợ quá đông. Đó. Bên đây có bán chổi luôn đó nè cô chú anh chị ơi. Cái này là chổi cỡ cây nhỏ nhỏ để mình quét ở bếp luôn nè. Ở bên đây chổi lông, chổi dừa để quét sân, chổi lông quét nhà, giỏi nha. Đây bây giờ em mời cô chú vô hôm qua một vòng nhà lòng chợ Bình Thủy với em ha. Dạ. Em bên đây chợ thì bán bông hoa. Dài trước đây thì bán trái cây rất là nhiều luôn. Đầu ở phía nhà lòng chợ Bình Thủy nè cô chú anh chị. Phòng rất là đẹp nha. Thấy qua dạng họ là nhớ một cái Tết liền luôn. Đây là dạng họ cô chú anh chị. Màu cam với màu vàng. Quá đẹp. Đó, toàn cảnh như vậy phía trước nè. Rất là nhộn nhịp cô chú anh chị ơi. Nước rút xuống cái bà con đi chợ đông vui ghê không. Đó. Bên đó thì là những cái gian hàng mà bán thịt. Vô bên trong thì có bán rau rồi nữa, bán cá vào trong nữa. Ở chợ thực phẩm tươi sống ha. Đó. Quá đông đúc rồi. Đây mình sẽ đi tham quan cặp ở bên má nhà lòng chợ Bình Thủy bên tay phải, mình đi dài vô nha cô chú. Chỗ này thì có bán cá hấp nè cô chú anh chị. Rất là hấp dẫn luôn. Đó. Cá hấp rồi ớt hiểm nữa. Này là cá mồi hả chú? Cá mồi. Dạ. Là cá mồi. Dạ. Lấy con hết à, hao cá mồi nha. Mua cho đắt luôn. Đây chú bán heo ký gì nè, hãy ra có cân nè. Ký. Dạ, ký là nhiêu vậy chú? Ký là
130. Dạ. Chạy giá chú nữa rồi chú vượt chết luôn à. Rồi, cảm ơn chú nhiều nghe chú. Đây có chả lụa ngon. Đây, đây là những cái đòn chả lụa đây của chú. Rất là hấp dẫn nha. Trước này có tỏi, rồi củ hành rồi đó nè. Đẹp ghê chưa? Củ tỏi điều gan ha. Đây, cặp bên đây là quang cảnh bên hông nhà lòng chợ nè. Bà con đi buổi sáng hôm nay bên trong đây cũng rất là đông. Đó. Đây là bán da u. Một lóc như là 12 hộp hay gì? 10 hộp. Đây có một cái sạp chuối của cô nào nè. Con chuối rồi có mấy trái gấc dễ thương quá nè cô chú anh chị ơi. Đây là trái gấc ha. Đỏ đỏ đó, cam cam chứ. Rồi có lá chuối nữa nè. Lá chuối này để mình hay dùng gói bánh rồi đó cô chú anh chị. Vào những cái ngày đám tiệc rồi đó. Đây, đây bà con đang buôn bán bên đây nè. Rất là nhộn nhịp ha. Đó. Bánh trước này có một cái sạp bánh của cô đây rất là hấp dẫn luôn. Kế bên thì có cô bán khô. Chợ này bán đầy đủ đồ lắm nha cô chú anh chị. Đây khô các loại của cô nè, cho con xin quay khô cái nghe cô. À, lạp xưởng cái gì nè, đỏ ào à, ngon ghê không. Đó. Đây, đây là sạp khô của cô ha. Đó. Là xưởng này mình bán ký bao nhiêu cô? 180 con. Dạ, quá ngon luôn. Con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ. Ở phía sau lưng của cô là một cái bãi giữ xe của chú anh chị, xe hai bánh, xe đạp, xe gắn máy rồi đó. Khu này thì coi sáng mở nhạc ha. Em đi ký lên đây. Ủa cá kìa cô chú chị mình ơi. Đây có cái hào rộng con cá cóc rất là to nè. Lập cái bụng lên kìa. Wow, cá cóc. Đây, khu này bà con bán cá nhiều lắm nè. Ôi, ở đây có bán cá chép cái gì đó ao ngộ quá nè. Quá trời đẹp luôn. Cá chép vàng thật à. Như cá coi vậy ha. Này cá chấm cỏ gì vậy người ta. Mình nó tròn tròn, nhịp dẹp. Em đi em thấy em gặp cá này ghê luôn cô chú anh chị. Cá rảnh rồi kìa, quá trời cá luôn. À, bên này có cá ngọt luôn nữa nè. Đối diện thì có một anh bán mực bên đây nha. Rồi mình đi dài dài tiến sâu vô bên trong như chú anh chị. Ồ đây cá lóc cá chê nè, mới bắt ra mầm cái gì nó còn quẩy quá trời luôn nè. Đó. Dạ cá Mỹ á cô. Còn cô bên đây bán cá gì đây, của nước nào? Cá phèn. Cá phèn ngọt, cá phèn cào. Dạ, đây là ông cá phèn cào. Ông bà cô chú ơi, mua giùm cái lô cá phèn nha. Đó, thấy cô gào thấy hương ghê không cô chú anh chị? Hến đó. Đây là hến nè. Hến đó ông bà cô chú ơi, ký lô hến nha ông bà
cô chú. Đi vô hết nha ông bà cô chú. Đi để chết giờ không kìa. Cá phèn để vô hả? Trả 13 thôi. Cá phèn cô bán ra đây 13.000 đồng à. 13.000 đồng 100g á, là 130.000 đồng một ký á cô chú anh chị. Đó, cá này cái gâu nó dài ghê luôn nè cô chú ơi. Đây nè. Quá trời ha, cái cọng này dài ghê luôn. Một bên vậy là nó có 4 cọng cô chú anh chị. Cá phèn. Đó. Vậy mua lụm đi vậy. Bán chỉ mấy hàng đó, bán 13 chắc giá luôn á. Dạ. Cá phèn nước ngọt. Cá phèn nước ngọt. Cá này là món gì ngon vậy cô? Cái này chỉ muối chiên với kho tiêu kinh. Dạ, muối chiên kho tiêu à. Ở kênh nào vậy nhỏ? Dạ kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Cá phèn. Mưa quá trời mưa cào bán 300g. Dạ. 300 cái gì? Nè nước sạch vậy á. Sạch luôn, rửa tay luôn. Gì? Tính gì 300 đi. Mặn gần chút lại lấy nha. Để đi, dạ. Mặn cho chị để này một chút đi. Đó. Thế này là mình bán nhiêu trăm vậy cô? 100g 12.000 cân. Dạ. Để lại đi, để lại đi đó cô. Không có. Ừ, để lại. Tí là 120.000 cho cô chị. Thế đó, đi sẵn rồi đó. Thế này thánh cào này giữa thân trái cô chú à. Dạ, thế này cào giữa thân trái cô chú. Ai có mua hến cá phèn ghé ủng hộ chị ở đây nha cô chú ơi, chị rất là dễ thương luôn. Dạ em chúc chị mua mai bán đắt nha chị. Dạ đây kế bên chị có sập rau nữa nè, rau nhỏ nhỏ nhìn dễ thương ha. Đây hoàn cảnh bên trong, trong đây thì đa phần bà con đi bộ. Chào bà bán món gì vậy bà? Dạ nước màu nè cô chú anh chị ơi. Nước màu kho cá. Dạ nước màu kho cá. Này là nước màu dừa hả bà? Phải. Dạ. Đây tôi mượn bịch con quay cho bà con xem nha bà. Thì cô lấy cho. Dạ. Bịch này đầy hơn ha. Đó. Nó cũng vậy mà tại buộc nó thẳng. À. Tôi buộc 2-3 bữa nó mềm. À. Dạ nó cũng đi hơi nữa hả bà? Không buộc lại vậy rồi từ từ nó xìu xuống. Dạ. Dạ, nước màu dừa nè cô chú ơi, ngon lắm nè cô chú ơi. Bịch dèo bà bán mà được bao nhiêu tiền bà? Dạ. Này hắn cực dương bà. Dạ. Dạ, bà ở đâu bà? Trời ơi, xa dữ vậy đó hả? Dạ. Rồi mình lên đây mình ở nhà trọ hay sao? Muốn ở 5 ngày 50. 5 ngày 50 ngàn. 1 ngày 50 ngàn. 1 ngày 50 ngàn. Ôi ơi. Mình ở không, còn mướn tháng thì 1.2 triệu. Dạ. Rồi mình bán vậy đó bà, rồi cái này hết là mình đi về quê làm hay là mình làm vậy ở đâu? Một lần lên về bán 5 6 bữa mà ở dưới quê, bữa đi chị đi bán rồi chuyến ngồi về cho mới vô lấy đồ chứ. Trời đất ơi. 5 ngày á. Dạ. Bộ ở nhà mình không có ai chứ sao? Em mày đi mừng hồ ở thành phố á, rồi nó vô nó cài cửa hai chị em, nó vô nó dọn đồ của thằng em mừng hồ hồ á. Dạ. Máy cưa, máy sắt, bò máy hàng rồi nó lấy lên trên, gọi giá có khoảng 2 mấy. Trời ơi, dạ. Cái tôi đi rồi tôi về cái nhà tôi mở cửa vô hai nhà cắt cửa đi. Trời ơi. Không còn. Mấy ăn trộm tàn nhẫn ha. Dạ. Mà mình khổ mà nó không hay. Dạ. Khổ mà không hay, vô ăn cắp đó. Ăn trộm của bà ngoại. Bỏ nhà đại, ở nhà không có tiền mà gì bỏ nhà gì đi đại. Bỏ đi đại luôn. Hôm lên đây ngủ không nữa. Dạ, bà năm nay mấy mươi rồi bà? 73. 73 rồi, mà nhìn bà cũng còn trẻ ghê đó. Dạ. Dạ, nhưng mà nếu mà so với độ tuổi là thấy bà còn trẻ đó. Dạ, rồi bà bưng cái mâm này bà đi bán vòng vậy hả bà? Dạ, hơn chút đi chỗ khác bán. Dạ. Dạ. Hôm bên đây ngủ không được luôn á, để cho con thoại đây coi nhà mượn người ta coi người ta có giữ nhà vô. Dạ. Bà ơi, ở đây thì có tấm lòng của chú Phúc với cô Minh với hai người bạn của cô gửi tặng cho bà 200 để phần nào tiếp bà trong cuộc sống nha bà. Dạ. Rồi bà con đi.
Rồi bây giờ anh đây mình ngồi trả chỗ cho người ta. Đây mình đi dài vô đây tiếp tục tham quan cảnh chợ hôm nay cô chú. Quá trời đông vui luôn nè. Dạ. Dạ. Khu này là đang lánh mặt không phải không? Dạ. 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 Rồi. Khu đó thì mấy chị đang lánh mặt của chú chị không có quay được. Dạ. Thì sợ chủ nợ tìm á. Không biết có thiệt hay không à. Ồ đây bán cá gô kìa. Cho quay cá nghe cô. Ngừ sợ nổi tiếng không? Nổi tiếng, chạy nổi tiếng. Con này ạ. Ồ cá gô đây bự bự con đã ha. Con này nha. Ba con. Con này đúng không? Con này mập nè. Dạ, nhìn cái gù đồng nha. Vậy hả? Đây là cái gù đồng. Cái vợ rồi. Chưa có vợ mà mới có con à. Đây đây có lương nữa nè cô chú anh chị ơi. Cô đây như bán đồ đồng không mấy giờ. Cái lóc đồng nữa nè. Đó. Để sôi sói luôn á, rất là tươi nha. Cái lóc ở đây á cô bán nhỏ thì 120, lớn thì 150 cô chú anh chị. Anh chở ha. Dạ, quá giỏi luôn. Người đàn ông đảm đang. Này vợ hương dữ lắm chứ đâu. Dạ. Chàng của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn cô. Rồi mình đi dài dài vô trong đây cô chú ơi. Sập rau cũ của bà con nè. Dạ. Đó. Măng tây là xào đã nhẹ dữ lắm nè ha. Đó. Măng tây này chắc ở miền ngoài chuyển về đây phải không chị? Đúng rồi, Đà Lạt. Đà Lạt cũng có măng tây. Đây măng tây đi cô chú ơi. Bó gì mình bán bao nhiêu tiền ở đây chị? 55 ngàn. Dạ. Này xào ngon lắm nè. Xào nướng cũng được á. Nướng cũng ngon nữa ha. Đó, măng tây thì Đà Lạt. Đây, rau củ của chị rất là tươi ngon đây cô chú ơi. Đây, có ăn những cái loại rau gì thì ghé xào của chị ở đây. Chị tên gì chị? Chị hả? Dạ. Châu. Dạ, đây là sập rau của chị Châu. Trời ơi. Cái nào cũng bốn chân. Châu bòi cũng được chân hả? Châu bòi cũng được, vậy nó cũng bốn chân à. Dạ, cái gì cũng bốn chân hết trơn ha. Con gì nó cũng con gì nó cũng có đuôi ha. Con gì cũng có đuôi bốn chân. Dạ. Cái cải chợ chị hả? Chị gái bán hàng đây rất là vui vẻ rồi cô chú chị ơi. Ai có mua gì ghé sạp của chị ủng hộ. Dạ. Ngon đó chị, lấy hộp nào cũng được, em lựa sẵn hết á, 12 ngàn. Chị ăn gì nó chị lựa đi, dưa leo ngon lắm. Này là bí nụ. Dạ. Hộp vậy là nhiêu tiền chị? 35 ngàn. Dạ. Đây, cái này là 35 ngàn đó cô chú ơi. Cái này về mình xào ăn rất là ngon nè. Thường mấy cái nhà hàng ta mua cái này để đãi đám rồi đó. Chị bán đây đồ vô hộp không à? Nhìn rất là đẹp. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Cái đó là bông cải gì vậy chị? Xanh mi, bông cải xanh mi.
bông cải xanh bi. Dạ. Chị thì đa phần như là em thấy các mặt hàng bán ở Đà Lạt đấy, rau củ Đà Lạt đấy cô chú anh chị ơi, rất là ngon ha. Đó. Rồi em cảm ơn chị nhiều, chúc chị mua mai bán đắt nha chị. Dạ. Đây mình sẽ đi tiếp sâu sâu vô bên trong nhà lồng chợ trong đây cô chú ơi. Nguyên dãy này bán quần áo đồ bộ quá trời nhiều luôn nè. Wow, quẹo qua cái con đường này thì quá trời đông vui luôn cô chú anh chị mình. Wow, rau củ rồi cá quá trời nhiều luôn nè, quá trời đông rồi. Chào cô, cho xin quay rau cái nghe cô. Hàng rau cho cô ế rồi. Dạ, con quay lên cho đắt đây. Cô này có bán rau tập tàng rồi nữa nè cô chú anh chị ơi, rất là ngon nha. Đó, cái này nấu canh năng rất là mát đây. Rau tập tàng các loại nè, rồi rau muống nè. Đó. Rau ăn lẩu luôn. Rau ăn lẩu là rau nào vậy cô? Rau nào cũng ăn lẩu được hết con. Dạ, rau nào cô bán cũng ăn lẩu được hết luôn. Bên đó có rau đay nữa kìa. Đó, có biết ăn rau đay không? Dạ không, nó nhớt nhớt ăn ngộ quá à. Ăn giống như là lá dâm bụt vậy đó. Đó, chín hạt đó. Dạ. Hồi đó con có ăn lần nấu với canh cua ăn nó nhớt nhớt. Dạ ăn không quen là ớn miệng. Dạ rồi con cảm ơn cô nhiều nha cô. Đây mình di chuyển tới phía trước này luôn nha cô chú anh chị, đồng lắm luôn nè, cái hẻm nhỏ nhỏ vậy bà con đi quá trời sơm luôn nè. Đó ở đây thì có sạp thịt nữa. Đó, thịt cá rau đầy đủ luôn. Đây nhỏ nhỏ mà đông lắm ha. Dạ cô đang bận cá vậy cô? Dạ đây là cá linh đó ha. Ồ cá linh đó cô, ở đây hình như có lửa hay gì đều gan à. Cá này nữa phải không? Đây cá linh với cá gô mần gòi nha cô chú anh chị. Cá có cá kèo nữa hả chú? Dạ có cá kèo nữa cô chú anh chị. Hình như cá kèo này có mùa mới có đúng không chú? Có mùa. Dạ. Ôi cá kèo cá chê luôn rồi nữa nè. Cá chê luôn. Dạ. Cá kèo cắp gài 1 ký bán ngay như chú? Cá này 150. Dạ 150 1 ký cô chú ơi. Này cá kèo bự nữa thì 160. Dạ thấy cái cá kèo này nhà hàng hay lấy lắm nè. Dạ chiên giòn ngon lắm. Dạ chiên giòn mà chú nói là rất là ngon. Quên cá gô với cá gô chiên giòn. Vậy hả? À cá kèo nấu lẩu với nướng rồi đó chú. Lẩu nướng. Dạ cá gô này thì cá gô này văn lứ được hay gì chú? Không cá này mua. Mua. Dạ cá nó thả vô ruộng. Dạ cá gô đồng không nè. Mùa này mùa nước nổi cá gô với cá lóc còn nhiều lắm. Dạ cá nó mềm ha. Đó kho tiêu kho bầu kho hủ qua. Dạ muối chiên chiên tư đủ món nhiều món lắm, món ngon ngon không đó. À có mua cá gì thì ghé cô chú ở đây em. Con chúc chú mua ăn đắt nha chú. Dạ đây đi dài tới phía trước này không quan tiếp ha cô chú anh chị. Khu này bà con bán cá đồng rất là nhiều đây nè. Cá lóc đồng, rồi lươn đồng, cá chê, ớt rồi cũng có luôn. Rất là dồi dào đây nè. Đó. Có trái cây nữa này cô chú anh chị. Mùa này thấy bán vú sữa rồi nè. Ồ vú sữa trái to to không ha. Đây là nguyên quanh vú sữa nè. Chuyến này thì có mận ổi. Chào cô, mới dọn ra bán hả cô? Dạ đây có bưởi nữa nè. Dạ đó cô, ở đây thì bán trái cây đa phần của chú anh chị. Đây có xoài nữa nè. Đó ra phía trước này thì có quán nước, quán cà phê, bán đồ ăn sáng rồi luôn. Vậy mình đi ra ngoài đường lộ ngoài kia luôn đó cô chú anh chị, không ra ngoài đó luôn. Rồi giờ vô
bọc lại vô chợ để đi hôm qua vòng vòng chợ tiếp tục. Cô chú anh chị, đây thì bán tôm rất là nhiều nè, đây là tôm sú, bên đây tôm hẻ, mực cũng có luôn đó, rất là nhiều đồ ăn ha. Mận này cô bán 20.000 ký nè. Mận này là mận đào đá đường nha cô chú. 18.000. Mận ngọt ngay thôi. Mận này cô chia sẻ là ngọt ngay đó. Đợi em cái cô chú chị. Dạ rồi, mời cô chú anh chị cùng đi hôm qua chợ tiếp tục với em nha. Thì có anh trai bán bánh tráng. Ồ, cua đồng nữa nè cô chú anh chị. Chiên heo cua luôn, cua ớt. Đây, cô chú này mà chiên bán đồ đồng ha, mấy đồ đồng không à. Đồ đồng, đồ ruộng rồi đó. Đây mình đi thẳng vô trong đây thì mình đụng một cái nhà lồng bán đồ ăn sáng ở chợ mà cô chú anh chị, rất là đông vui nha, quá trời nhộn nhịp bên trong rồi. Ở đây sáng thì em thấy bà con thường đi ăn sáng với uống cà phê đồ cũng đông lắm. Đây nhà lồng mà tuy nằm tuốt sâu trong đây ha, nhưng con vô đây rất là đông cô chú anh chị, mình nghe cái âm thanh ở khu vực ở đây nè. Rất là nhộn nhịp nha. Đó. Bà con thì ngồi tụm ba tụm bảy rất là đông vui đây cô chú anh chị. Đó. Giờ đây thì có những cái gian ha bán đồ ăn sáng nè cô chú. Đây đồ ăn bán gian hộp. Bên đây thì hơi bán khá hơn, bàn ghế còn hơi trống. Chờ bà con buôn bán nói chuyện gom gã luôn. Nón xấu quá. Ai gió nón vậy? Ê, bữa em quay gì vậy? Dạ em quay cánh chợ đây nè chị. Quay gì vậy? Quay cho bà con xem chị. Ai mượn? Dạ có gì không chị? Sao chị khó tính quá vậy chị? Quay có lên ấy không? Dạ lên ấy lên đâu chị? Dạ có. Dạ quay lên mạng bà con mới xem được chứ. Chị vô trang YouTube Khám Phá Vĩnh Long là thấy kênh của em. Dạ chị đây bán nước ha, chị gái bán nước bán cà phê ở chợ đi cô chú ơi, ai có uống thì vô đây. Em chúc chị mua ăn đó nghe chị. Rồi cảm ơn em Trang. Dạ đây rất là đông. Đó đây, đây bà con ra phần uống cà phê ăn sáng rồi hả cô chú.
rất là vui luôn nè. Hoàn cảnh buổi sáng trong chợ trong đây nè, quá trời nhộn nhịp luôn đó. Đây, để em đi một vòng cô chú anh chị xem ha, quá trời đông rồi đó. Phía trước này thì là có cầu thang để mình đi lên lầu nữa nè cô chú ơi, đi chơi trước đó đó ha. Rồi mình tạm chia tay cái khu này ha, mình ra ngoài đây mình xem cảnh bà con buôn bán sinh hoạt tiếp ở bên đây nha cô chú. Mé bên đây thì bán rau củ nè, bà con bán rau củ rất là nhộn nhịp nha. Ở đây thì bán em thấy rất là nhiều mặt hàng nha cô chú anh chị, đu đủ nè, đu đủ mỗi dịch rồi rau này rau kia, đa phần thì có chuối chín rồi nữa nè, rất là nhiều chất dài dài tới bên trong luôn nè đó. Đó mình đứng đây mình xem bà con đi chợ mua đồ xíu nha cô chú. Đó, rất là đông ha. Đây để em bọc qua mé bên đây, khu vực ở phía xa chợ này cũng có một vài sạp rau nữa nè cô chú. Bà con thì mua rau củ buổi sáng ở trong đây cũng rất là đông ha. Đó sạp nào cũng có khách hết, kẹt xe đâu. Đó đường nhỏ lắm cô chú, đi xe đạp thì được thôi, ít ai mà đi xe máy ở đây ha. Đó wow, mé bên đây chợ rất là đông nha cô chú anh chị. Đó để mà phóng phóng lên cho cô chú anh chị mình xem cảnh ở phía trước kia ha. Đó cũng rất là đông, hôm nay chợ rất là sôm vui. Đây bà con bán rất là nhiều các loại rau củ ha cô chú. Cô đây thì có bán cải làm chua nữa nè. Cho con quay cái nghe cô. Quay đi. Dạ, cảm ơn cô. Lên đài nào biết? Dạ, lên đài Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Đó, cải này cô chú anh chị mình kho thịt nè, chấm ăn rất là ngon ha. Cải làm chua đó. Rau củ ở chợ rất là tươi ngon này cô chú, hành lá cũng nào nấy tốt ghê luôn kìa. Đây nửa bắp cải cô cũng có bán luôn đó, ai ăn nhiều thì mua nhiều, ăn ít thì mua ít, ở đây bán rất là dễ luôn. Chào cô đi chợ hả? Đây sáng cô đi chợ dài nè cô chú anh chị, có bí gợ bự nữa kìa, ngon ghê không? Ôi cái này ăn bổ lắm nè, này nhất là mình nấu canh rồi cho mấy đứa nhỏ nhỏ ăn á, bí gợ nhìn nó dẻo ghê ha, quá trời ngon luôn. Con chúc cô mua mai bán đắt nghe cô. Con cảm ơn cô nhiều. Đó. Dạ. Quay vậy chứ thấy bự lắm ha. Qua truyền hình mở lên mới thấy bự. Dạ. Bự dữ lắm luôn á nha. Màn hình bao nhiêu anh mở lên cũng được hết đó. Xe quá. Đây, này có rau bù ngót đồ tươi ngon quá nè. Đây. Cô cho con xin quay mấy trái đậu rồng nữa nghe cô. Đây đậu rồng nè cô chú, quá trời non ngon luôn nè.
Đó. Cái này mình chấm với cá kho ăn rất là ngon nha. Rồi nấu canh chua ăn cũng rất là ngon. Đây là cô bán theo loạn hả cô? Xào thịt bò ăn cũng ngon luôn. Xào thịt bò ăn cũng ngon luôn nè. Đó. Tụi chú anh chị mình có ai lâu rồi chưa ăn trái này không? Về chợ Bình Thủy ghé cô ở đây mua đậu gồng ăn nha, ngon lắm. Đây có bán rau chay nữa. Wow. Rau chay này ăn mát lắm phải không cô? Dạ. Thấy cái lá nhám mà mình ăn không có bị nhám không cô? Không. Dạ. Để gì lá ủ bỏ rồi luộc ngọt hơn. Đây là rau chay nè cô chú anh chị. Trộn rau chay nè. Luộc ăn rất là ngon nha. Này á mọc hay gian gian đường rồi lắm nè. Đó. Quá trời sạp rau ở đây vui rồi, bà con mua rất là đông. Đó. Đó. Mấy cô lại đây mua hai bó đậu gồng luôn, về xào ăn cho ngon cho đã. Đây, rất là đông vui đây cô chú ơi. Ôi, để dành ăn sống ha, mua để dành ăn sống luôn đó. Hai chục à. Về chia ra người nữa tép. Cô ơi con chúc cô mua mai bán đắt nha cô. Cảm ơn cô nhiều nha. Đây mình đi dài dài lên đây hôm qua. Chào cô. Cô bên đây bán ốc bu hả? Đây ốc bu nè cô chú anh chị. Đó. Ốc bu là lúc này mắc lắm nào phải không cô? 40 ngàn. Cái. Dạ. Cô thì bán này cũng còn rẻ đó. Chứ bên con là bán 45-50 ngàn. Là loại cỡ này rồi nè. Đó. Lớn nữa là 60. Dạ. Lớn nữa là 60 của cô chú anh chị. Đó, cô bán ốc bu với như là rau này cũng của cô luôn hả cô? Đây rau của cô luôn nè cô chú. Đây, cô cây nhà lá vườn nè, bán lá cách nè. Lá cách này mình cuốn bánh xèo ăn cũng rất là ngon, hoặc là mình luộc ăn cũng rất là mát nha. Đây còn bên đây thì đập nhãn lồng nè. Đó. Ai có mua đồ vườn thì ghé cô ở đây. Con chúc cô mua mai bán đắt nha cô. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Ồ đây bà con ăn thử gì quá trời đông luôn nè. Đó. Ồ, chả cá hả? Này cho ăn thử hay dạ? Dạ đúng rồi, ăn thử ăn thử đi. Wow, cho dạ, ăn thử luôn. Bên đây. Em đang có chương trình rồi nha. Rồi cảm ơn. Mua đơn trên 100.000 lát là sẽ được tặng một cái bình chả combo đủ tất cả các loại luôn. Ồ. Quá đơn trên 100.000. Quá đơn trên 100.000 là được tặng nguyên combo. Dạ, đúng rồi. Đây. Đó. Rồi mỗi bịch là ăn nhiều. Dạ cái này cái đó là chả đậu đũa. Chả đậu đũa. Cái này cái gì? Chả cá đậu đũa. Dạ, cái này là chả cá nhưng trứng muối. Mới này. Dạ. Em nướng của chợ Bình Thủy á cô. Dạ. À, cô bán luôn hay là cô mua cô? Bà Tư cơm tấm. Dạ. Bà Tư cơm tấm. Đây, cái này nướng cho cô hay là chưa nướng? Cái này chưa nướng. Dạ. Mua về mình để dành từ từ mình nướng ăn được phải không cô? Dạ. Bao nhiêu một bịch cô? 60.300 gram. Dạ, 60.300 gram. Đây ngay chỗ này đây cô chú anh chị. Đó. Cái phía trước của cô bán ốc. Đó, cô bán nem nướng Bình Thủy. Đây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng ăn với em thử một miếng chả cá của em gái mời nha. Ừ, chả cá chiên rồi ăn nó cũng ăn rất là mềm cô chú chị. Cái này dành cho mấy người mà ăn yếu ăn cũng rất là hợp nè. Nhai một hồi thì nó có cái hậu ngọt. Đây mấy em gái này hình như là bên công ty Thuận Tường Food. Đó.
có một sản phẩm này thì tìm đến Thuận Tường ha, Thuận Tường Food ha. Rồi, anh cảm ơn mấy em gái nhiều nha. Quá trời đông vui luôn rồi. Ở đây bà con ghé mua rau củ nè. Đó, dài 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 như xếp hàng luôn đó cô chú anh chị. Đó. Ôi, đây có cà chua, đậu bắp rồi nữa nè. Đó. Ôi, đậu gồng. Dạ. Bữa nay mua đậu gồng về làm món gì vậy chị? Chấm ăn. Chấm ăn ha. Tưởng đâu chị xào với hột vịt không à? Có hột vịt. Dạ, có thấy bịch hột vịt nữa kìa. Dạ. Mùa này là vô mùa đậu gồng rồi cô chú anh chị. Trái rất là non ngon nè. Ngon nhút à. Em cảm ơn chị nhiều nha. Chị gái rất là dễ thương. Đây, và ở đây cũng có rất là nhiều những cái sạp rau củ của bà con ha cô chú. Cô chú đợi em cái nha. Dạ rồi, thì mình tiếp tục đi tiếp nha cô chú anh chị. Đây, hoàn cảnh như vậy phía trước cũng rất là đông vui ha, tấp nập lắm luôn. Bên đây thì bà con đang ghé mua đồ ăn sáng nè. Ở đây bán ra hộp rồi đó cô chú. Bán bánh ướt cô chú anh chị ơi. Đó. Chỗ này thì bà con ngồi lại đây cũng rất là vui nè. Có ăn tại chỗ luôn. Bên đây thì bán mắm, bán khô. Đó. Mắm ở đây của chị bán nhìn cũng rất là hấp dẫn nè cô chú anh chị. Mắm cá lóc, cá linh, mắm ruột. Đây có khô các loại. Rồi mình đi chuyển tới phía trước tiếp tục ha. Và đây có những cái sạp thịt đó nè. Đây tiếng cầm 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 đó là của bà con đang chặt thịt đó cô chú, chặt xương đó. Đó. Đây có bán các loại cốm nữa nè. Wow. Cốm bắp nè. Cốm gạo rồi cốm này ngon lắm nè. Cốm này chưa cốm gì vậy ta? Cô ơi, cô bán cốm này hay vậy cô? Cốm này là cốm vậy cô? 15 ngàn. Dạ, 15 ngàn. Cơm bún ha. Dạ, lấy cho con bọc cơm này đi. Cho con cái bịch con đựng đi cô. Cơm bún. Đây, phía bên đây chợ thì cũng có một cái hẻm mà con đi bên đây cũng sáng sơm sơm đây. Đây, cho con gửi tiền. Dạ, mình cảm ơn cô nha. Đây, mình sẽ đi qua bên đây tham quan một vòng nha cô chú anh chị. Đây, hẻm bên đây thì có bán rau củ rồi dài dài phía trước đó nè. Cái này tao cần ngủ, cái này là cái gì? Dạ, của con là khám phá Vĩnh Long. Dạ. Wow, khoai đây cô chú anh chị. Khoai lang, khoai môn, dạ. Đó. Rồi con cảm ơn cô chia sẻ cho con để con biết con tránh cái gì hết. Dạ, để mình giúp cái nào cho đúng không cô? Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô, con biết rồi. Rồi mình đi chợ tiếp tục cô chú anh chị ơi. Đây dạy đây thì số bà con bán rau củ đây thôi à. Hẻm này thì bán cũng ngắn. Chào chú, đi chợ vậy chú? Ừ. Dạ. Đó. Thì cái cô bán dừa này chở vô thôi à, chứ không có bán dài dài ra tốt ngoài kia. Rau củ rồi ha, đây bán dừa tươi nè. Chở dừa xanh cảo à. Cảm ơn chú.
Đây có sạp bún ở góc này cô chú anh chị. Bún bánh canh, hủ tiếu mì. À, giờ mình sẽ đi di chuyển dài dài ra đây ha. Rồi bên đây bán trứng đồ các loại có để giá hết trơn nè. Trứng vịt, trứng gà, trứng cút luôn. Các loại trứng. Dạ. Trước này có chị bán khô. Ăn sáng hả chị? Dạ. Ăn sáng nha chị, tới giờ ăn sáng. Khô nè. Dạ. Wow. Ông hủ tiếu. Ông hủ tiếu chạy luôn rồi nghe, chụp ông hủ tiếu chạy luôn rồi. Dạ. Đây là xào khô của cô Hồng ha. Dạ, bán khô ở chợ Bình Thủy. Đây này có khô mực nữa nè. Đó. Còn này là khô cá lóc ha cô Hồng. Dạ. Cá lóc nè, bên kia là cá sặc rồi khô phai nữa nè. Khô phai này mình bán ký ra bao nhiêu cô Hồng? Dạ. Cái này làm nước mắm me chấm ăn rất là ngon đây nè. Ký cô Hồng bán đây 400 mấy khô cá phai đó. Khô rất hấp dẫn đây. Ai có mua khô thì ghé cô Hồng ở đây nha. Rồi cảm ơn cô Hồng nhiều nha cô Hồng. Đây mình di chuyển dài dài. Dạ. Vậy ha. Dạ cô Hồng chưa có chồng luôn hả chú? Dạ. Chú bên đây có vợ chưa? Chưa không vớt cô Hồng cũng đi. Chưa mà chạy luôn rồi. Dạ. Hết biết rồi chứ. Đây khu gì dài phía trước này cũng có bán cá đâu nữa này cô chú anh chị. Cá, cua, lươn. Nói chung mùa nước nổi thì cá đồng sẽ dồi dào hơn những cái mùa khác, mùa bình thường ha. Ồ, tôm cái gì nè. Tôm lóng hả chú? Dạ. Ồ, đã ha, đang chạy oxy cho nó nè. Này kéo ở ngoài sông Cần Thơ được hả chú? Sông cái mình đó ha. Dạ, bên đây là cá ngát. Cặp nấu. Dạ. Này là cũng là đồ cá sông, cá đồng đó nha chú. Sông không ạ. Dạ. Còn con cá chạch lấu nuôi là bự gấp mấy lần cá này phải không chú? Trời nó bự lắm ạ. Dạ. Nó cả ký đó. Dạ. Đó. Mà thịt nó ăn cứng lắm chú ơi. Con lắm chứ. Dạ. Để người ta hay nấu cà ghi đồ đó chú. Với canh chua đồ đó. Đây. Cái đó thì người ta con nhẹ. Con nhẹ hả chú? À. Dạ. Con nhẹ là đúng sách nó luôn á. Dạ. Cá chạch con nhẹ. Ai ăn cái mùi nhẹ được bây giờ sẽ rất là ngon. Như con ăn cái mùi nhẹ không quen, con không thấy không đó. Chú gọn mớ cá này nữa hết rồi nè. Con chú, con chúc chú bán nào hết nha chú. Cảm ơn nha. Con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Cảm ơn chú. Này có bán đường hốt nốt nữa nha cô chú chị. Ở đây có sạp bán đồ chai các món nữa nè. Đó. Cảnh phía trước này thì bắn rau đây. Tối ngày mày quay tao không mà mày không cho tao tiền mẹ luôn mày tao nữa. Dạ. Cô bán rau các loại đây cô chú anh chị ơi. Bên đây thì bán trứng các loại nè. Hột vịt 34.000 đồng một chục. Hột gà thì 32.000 đồng. Đó. Trứng đó. Sắp ra tới ngoài đồng lộ phía trước này rồi. Ồ, dài mé bên đây chợ thì em thấy bán trứng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Những cái sạp bà con bán trứng không à. Và đa phần những cái sạp trứng ở đây thì đều có để giá ha. Đó. Này hộp gà ta hả cô? Gà ta nè cô chú anh chị. Ăn rất là bổ đó. 26 lần trùng. Nói chung thì ta
trúc thì 6.000 đồng chục à. Em cảm ơn anh nhiều nghe. Bên này thì có bán chầu cao nữa nè, chầu cao mâm quả. Rồi cao đẹp quá ha, trái chầu do luôn, rất là đẹp. Còn bên đây thì bán sạp đồ chai của chú anh chị. Kính thưa các món chai luôn đây nè, quá trời nhiều luôn. Đó. Đây giờ em sẽ di chuyển ra ngoài đây, quay ra ngoài phía trước quang cảnh đây còn đông đúc không, gửi tới cô chú anh chị mình cùng xem ha. Đó, bên đây thì bán bông bán hoa rất là nhiều luôn. Ồ, cũng còn rất là đông nha cô chú anh chị, tấp nập ghê luôn nè. Đó, đây là sạp trái cây nè. Sạp trái cây này thì bán nguyên ngày nguyên đêm luôn cô chú anh chị, hồi trước em có hỏi đó. Ồ, quýt Mỹ 100.000 đồng một ký. Đây là lựu 45.000 đồng. Hello người đẹp. Mua gì đây, đây trái cây hết rồi nè. Bữa nay trái cây ế quá hả? Để coi gì ghé ghẻ mua nha. Đi vô đây hôm qua gian hàng trái cây của người đẹp ở đây. Giảng tiêu 28.000 đồng một ký. Này hồng dẻo 50.000 đồng. Mua hồng hả cô? Đó, hồng đẹp ghê luôn. Nhang đèn luôn ha. Nhang đèn đây cô chú anh chị ơi. Đây giờ sạp đang dọn ra lần lần đó. Ở đây bán đầy đủ đồ quá à, vừa trái cây trà rượu bánh cứ. Chào cô. Dạ, đưa lên YouTube luôn. Đây bên trong đây là những cái sản phẩm mà cô bán đồ cúng đây cô chú anh chị, nhang đèn rồi trà rượu rồi có bán đồ cúng cho thanh minh đồ nữa đó. Tiệm của cô là tên Bích Liễu hả cô? Tên rất là đẹp ha. Tiệm Bích Liễu. Đó. Có bánh phu hê nữa nha. Có bánh phu hê nữa. À. Chầu cao nữa nha. Thôi, có chầu cao, bánh phu hê. Ai mà đám cưới là lại đây cho mướn mâm quả luôn. Cho mướn rồi có tính tiền không? Không có trời. Dạ. Yeah. À cho mướn chứ không phải cho mượn ha. Cho dạ. Mướn. Cho mướn. Rồi bỏ trái cây đồ vô đó. Nho này mình bán hơi bịch hả chị? Ký nhiêu chị? Dạ. Nho này chưa rồi, nho mẫu đơn cái gì nè. Cái này nho này ăn rất là ngon nha cô chú của chị. Nó giòn mà nó không có hột nữa. Đúng rồi. 130 ký á. Đây. Ra đây mua mấy trái hồng rồi về ăn. Đưa em ký hồng này đi. Quá trời đông rồi. Wow. Hoàn cảnh ở phía trước chợ này cô chú anh chị ơi quá đông luôn. Ai chủ nhật mà? Dạ, chủ nhật chợ quá vui. Nghe ngày cúng đó hả chị? Ừ, bữa nay mùng 1 mà. Dạ, bữa nay là ngày mùng 1 cô chú anh chị, ngay ngày cúng quá đông vui. Không ký 57.000. Dạ. Đây em gửi tiền luôn. Em gửi đây chút em quay lại lấy ha. Có Hồng Quân nữa kìa. Rồi em cảm ơn chị. Đây mình đi tiếp tục. Đây là bòn bon của chú. Ồ ồ trái to ghê luôn nè. Dính luôn, em chụp mình đã không. Còn cái này là nho kẹo quá vậy nè. Ê nho chuột 100.000 đồng ký à. Mùa này thì bắt đầu thấy bán quýt rồi nè. Này để quýt ngọt 40.000 ký. Còn bên em gọi quýt đường của chú anh chị. Rất là đẹp ha. Đó. Dưa lưới đồ bên trong nữa nè. Quá đẹp luôn. Dưa lưới đây người ta có làm mấy cái nơ á, để cho anh cuốn nhìn đẹp ghê luôn. Bán cầu nữa nè. Đó. Đó.
Rồi, mình tạm chia tay cửa hàng của chị cô đây. Mình đi dài ở đây tham quan tiếp đoạn với cô chú anh chị ơi. Trời giờ quá trời đông luôn rồi nè. Xe cộ tấp nập, lớp nào đi bộ nữa. Đó. Bông hoa đẹp ghê luôn nè cô chú anh chị. Đó, đây nè. Chừng cái mặt này đi dài tới thấy đẹp ghê luôn nè. Đây là hoa vạn thọ. Đẹp quá. Quá đông luôn. Xíu nữa dám chừng kẹt xe luôn đó nha. Đây, có bán khoai nấu, bắp nấu rồi nè. Bắp rất là đều ha. Gan trái à. Khoai lang thì bán cân ký. Đây mình đi dài tiếp lên đây. Rồi, đây cô chị gái bán món lá đẹp quá nè. Quạo rồi, quạo rồi. Quạo rồi. Buôn bán mà hói quá quạo. Còn chứ con chú hỏi chị bán khoai. Xôi gà, hồi giờ đây những cái xe mà con chất hàng lên bán nè. Bán xôi rồi bán bánh rồi nè cô chú. Nhìn rất là dân dã luôn ha. Đó. Bên đây thì bán lợp. Đây. Dạ kênh của con là Khám Phá Vĩnh Long. Ủa, Khám Phá Vĩnh Long có quay chị rồi. Dạ. Tài trợ không? Dạ không. Đã trồng cỏ nè, nuôi hai ba đứa con. Dạ. Yeah. Giờ dốt liếng được không? Bây giờ mình quay cho nó dốt luôn. Dạ. Dạ. Nếu mà người nào mà thật sự mà quay khổ đó. Thì chị cũng chỉ. Dạ. Chị thì chị tự mình tính. Dạ. Nói chung chị cũng còn đỡ đúng không chị? Đúng rồi, mình nhận của người ta là mình nợ. Đúng rồi. Có gì đâu mà. Dạ. Có gì đâu ham đúng không? Có sao phải ấy người ta không có chứng kiến. Dạ. Người mà nghe cũng có. Dạ. Mình còn đỡ. Dạ. Chịu có 1 triệu, 2 triệu, có 2 triệu. Có nhiều xài bấy nhiêu chứ nhận là mất phước. Nhưng mà thật sự thì chị cũng mình nên nuôi hai đứa con thiệt. Dạ. Chị biết làm. Dạ. Làm cho nên không có đói. Ông xã chị bỏ hay sao chị? Ông xã chị sao không ở chung chị nữa? Vậy hả? Dạ. Ông xã chị lằng nhằng quá. Dạ. Khách buôn bán gì đó. Dạ. Tự làm ra đây. Đúng rồi. Mình không có trông cậy vào đàn ông. Tết em lại em quay nè phải không? Quay dạ. Cái đồ của chị Lón nè đúng không? Đúng rồi. Ừ. Dạ. Chợ này em quay cũng mấy lần rồi đó. Ờ. Dạ. Rồi có thằng đó bữa hổm nước ngập á mà nó đi quay nghiệp. Quay từ cái góc độ ở dưới nha. Dạ. Quay lấy nước nè. Dạ. Cái đó là kỹ năng chuyên nghiệp của mấy ảnh đó. Cái đó là ông quay kỹ xảo đó. Dạ. Quay bằng cái máy giống như máy chụp hình vậy đó. Dạ. Rồi chuyên nghiệp dữ vậy ha. Dạ. Mấy anh đó họ chuyên nghiệp lắm. Rồi em chúc chị mua hai bán đắt nha chị. Ok, cảm ơn em nhiều. Dạ. Chị cũng chúc em dồi dào sức khỏe ha. Để đi quay nhiều cái mà vật lạ để cho mọi người. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Rồi để nhiều khi nhiều người cần tụi em hỗ trợ. Dạ. Để cho tao quay tao mới tặng bịch bốt này chứ. Ôi mà em mà tặng thiệt đó má. Dạ. Quay là mới tặng chứ. Dạ. Quay con ba nước ngoài luôn á. Đây
má mì của chị ha. Cái này là mấy người giúp vợ. Dạ má nuôi. Bánh gì ghé chị đây. Lại qua lại cái gì cái xe của Nguyễn Thị Đẹp. Nguyễn Thị Đẹp. Trời tên cũng hay quá ha. Đây bánh rồi rất là nhiều đây cô chú. À, ai có ăn bánh gì ghé chị đây ha. Bánh su, bánh bò, đồ sốt, bánh là bánh ăn. Dạ. Dạ. Bánh khai vị. Dạ. Rồi bánh đinh. Dạ. Đậu tôm. Dạ. Rồi, chúc chị mua bán đắt nha chị. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Coi trên này là ủng hộ nha. Đó, cô đây kêu gọi ủng hộ chị rất là nhiều ở đây cô bác chị. Đó. Ai có hương tình thì ủng hộ chị ha. Đây, mình đi dài ở đây đoạn đó cô chú anh chị ơi. Đây là cửa hàng bán bánh quá, bán bánh kẹo, bán tạp hóa. Bên đây thì có một cái cửa hàng bán bánh đồ các loại rất là ngon nè. Bánh bông lan, bánh mì rất là hấp dẫn luôn. Trời ơi, nhìn thấy hèm ha. Quá trời ngon luôn đó. Rồi, mình vòng trở lại thôi cô chú anh chị ơi. Đi cũng hơi xa chợ ha. Vòng trở lại hôm qua méo bên đây chợ. Đây có một cái lò đậu hũ gia truyền tên là Bảo Ngọc nè. Bánh cam, bánh cào. Chào cô. Đây bán bánh cam, bánh cầu vui vẻ. Đây có cửa hàng bán giày dép nhìn cũng rất là khang trang đây cô chú. Sáng dưới đây có cô bán rau vườn nữa đây nữa nè. Chào cô, sáng giờ bán được không cô? Dạ, rau này hái nhà được hả cô? Ừ, hái không à chú ơi. Dạ, rau vườn nè. Rau vườn đó. Này bán theo ký hay sao cô? Ừ, bán ký. Dạ, ký đây cô bán được nhiêu cô? Ký là 3 ngàn. Dạ. Bữa này nhiều lắm mới được ký lô á. Mấy? Dạ. Hai gỗ này là mấy ký cô? Hai gỗ này khoảng nhiêu ký? Vậy đó hả? Dạ. Đó. Bán ký nè. Dạ. Bán sống qua ngày chứ biết sao giờ mình già còn lớn tuổi không? Có ai muốn không hả? Dạ. Giờ là lớn tuổi ta ít có mướn lắm ha. Ừ. Dạ. Người ta nói mình mặn yếu rồi, ta đâu có mướn mình mặn. Dạ. Mình cứ thấy giao bậy bạ hàng ngày, sống qua ngày gì đó. Cô năm nay mấy mươi rồi cô? 60 rồi. Vậy hả? Dạ. Cô 60 mà cũng còn đẹp gái quá trời luôn nè. Dạ, tôi đi mặn với lắm luôn đó. Dạ. Ông xã cô làm cái gì? Đã mất là tháng 7 rồi. Vậy hả? Giờ còn mình cô hay sao cô? Còn ba đứa con. Dạ. Này cô bán rau vườn rất là ngon ở chợ đây cô chú. Ai có đi nhà hàng đây á, ghé mua rau vườn về nấu ăn cô chú anh chị ơi. Dạ. Ngon lắm. Cô ơi, ở đây thì có tấm lòng của chú Phúc với cô Minh với hai người bạn của cô á, gửi tặng cho cô một phần quà để cô mua gạo ăn cô. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Thôi để té vườn cho lại người ta đi chứ ha. Mình đi hái gạo được sắp tham quan ngày. Kệ, kệ đi. Của ít ông nhiều cô. Người nào nghèo không mình. Ở đây cũng còn vài phần. Dạ. 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 Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cô bán gạo cũng hồ nhập về đồng ít đổi cô chú. Tặng cô phần quà cho cô vui.
bên đây là nhà lòng chợ nè, chào cô. Nhà lòng chợ phẩm bên trong bán thịt được nhiều lắm. Đây mình vô đây vòng chơi giáp chợ luôn hết cô chú anh chị đó. Đoạn này sau những cái sạp này thì dẹp hết trơn rồi, còn sâu bên trong mới còn bán kìa. Đây quán tôm nè. Ồ, tôm mà sú chào chị. Cá đó. Còn như sâu sâu bên trong thì bán rau củ đồ cô chú anh chị ơi. Dạ chào anh. Đây sâu sâu bên đây thì rau củ. Ở đâu anh? Dạ hồi sáng thì em cũng có chạy lên đây nè. Dạ em lại lúc đó là như là nước chắc cũng đang rút á, nó giật xuống rồi. Ở trên này có ngập không chị? Có ngập luôn ở đây luôn hả? Tới trên em á. Wow, vậy là nước ngầm, nước cái, nước 30 là nước đực, là cái nước đực hơn. Dạ. Nước ngầm. Mùng 3, mùng 4 ngày mà ngày 18, 19 là ngập luôn gỗ của chị. Trời ơi, ngập cái gỗ cao gì luôn ha. Ôi cái gỗ này cao mấy tấc này cô chú mà nước ngập lên. Dạ, ngập cái gỗ luôn á. Đúng ra cái nhà lồng này là cao hơn, phía ngoài đường cũng khá là nhiều đó. Đúng rồi em. Nhưng mà ngập lên tới đây khúc luôn, ghê chứ. Ở ngay chỗ nhà thuốc đó là đi là nước tới bắp giấy non. Dạ. Vậy là khoảng tháng sau đó phải không chị? Nói chung là khoảng tháng này mà nếu mà mùng 4, mùng 5 này là nước cũng lên nè. Dạ, mùng 4, mùng 5 nước vẫn lên. Dạ. Thăm cái con nước gặp tao đó là nhiều hơn nữa. Dạ. Dạ là năm nào cũng chịu mấy tháng này. Dạ. Bữa nay bán được vậy chứ ngày mai chưa chắc chợ nó yếu. Dạ. Chị mua cho chị. Có muốn này. Muốn này ngon á. Đây chị có khách lại bán cho khách nè. Chào mừng, cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ. Bây giờ ở đây cô chú chị ơi. Dạ. Trời chợ ấy quay chợ ấy. Chứ lựa chợ đông hoài đâu có đâu quay hoài. Dạ. Dạ. Đây thì cô bán rau ăn rất là ế ẩm trong đây cô chú anh chị. Ai có đi chợ thì vô đây mua ủng hộ bà con đây nha. Dạ. Dạ, cái này không ra bằng ở bên kia đâu hả cô? Hả? Ở bên đây không bằng bên kia đâu ha. Không bằng bên kia đâu chú ơi. Dạ. Bên kia ta mua đứng theo hàng luôn á. Đây, cô bán rau cũng rất là ngon đây cô chú. Ai có ăn thì ghé cô đây nha. Dạ. Rồi, cô cảm ơn cô. Chúc cô ngoan đắt nha cô. Cảm ơn chú nha. Dạ. Đây. Dạ, chỗ này bán cá biển hai bên luôn nè cô chú anh chị. Đó. Chào chú. Cá biển, rồi cá nước ngọt cũng có luôn. Ôi, đây có con cá ngát bự quá trời, bự luôn kìa. Nằm ở trong cái mâm này rất là to đây nè. Wow, khủng khiếp ha. Trời, mình đi về dài ra luôn. Ồ, đây đầu chợ này có chị bán hành, tỏi, ớt nhìn hấp dẫn quá trời luôn nè. Cho quay cái nghe cô.
À, cái này là xả bầm nè, hành phi nè, hành là bầm rất là hấp dẫn luôn. Dạ. Đó. Cảm ơn cô. Ồ, vậy dài đông quá luôn cô chú chị ơi. Chợ ở đây thì con đi rất là trễ ha. Chợ thành phố mà giờ này cũng còn đông thì luôn. Dạ rồi, thì từ sáng tới giờ là mình đi cũng giáp một vòng chợ ở Bình Thủy cô chú anh chị. Chắc là đến đây em cũng xin tạm gác máy tại đây nha. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì em mới vừa di chuyển ra ngoài đây, mới tổng kết xong số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà ở trong video clip ngày hôm nay em có sử dụng và còn giữ lại đây, thì em cũng xin thông báo lên cho cô chú anh chị mình cùng nắm với em rồi mình nghỉ ha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, thì ở trong video clip ngày hôm nay em có sử dụng số tiền của chú Phúc và cô Minh và hai người bạn của cô chú, đó là cô Huệ Mỹ An và cô Thanh Đạo. Tổng số tiền ngày hôm nay em sử dụng số tiền của cô chú là 500.000 đồng để gửi tặng tới một số bà con ở chợ Bình Thủy. Thì ở những clip trước em còn giữ số tiền của cô chú là 2.985.000 trừ cho 500.000 ở trong video clip ngày hôm nay em có sử dụng, thì em còn giữ lại số tiền của cô chú ở đây là 2.485.000. Thì số tiền còn lại này em cũng xin phép được thực hiện ở những video clip tiếp theo nha. Thì một lần nữa con cũng hai mặt bà con cảm ơn tấm lòng của chú Phúc và cô Minh và cô Hành Đạo, cô Huệ Mỹ An rất là nhiều. Chúc được các cô các chú nhiều sức khỏe, gia đình bình an, ấm no hạnh phúc nha các cô các chú. Rồi tiếp theo là em thông báo số tiền mà em còn giữ lại đây của anh Hiệp với chị Hiếu, cũng là một Mạnh Thường Quân ha. Thì ở những clip trước em còn giữ số tiền của anh chị là 4.890.000 đồng, thì số tiền này em sẽ xin phép thực hiện ở những video clip sau nghe anh chị. Em cũng xin chúc cho gia đình anh chị nhiều sức khỏe luôn, bình an, vạn sự như ý anh chị. Dạ rồi, thì đến đây em xin kết thúc video clip của mình tại đây nha cô chú anh chị. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu của mình quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em nha. Em cũng xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, gia đạo bình an nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.